luật công an nhân dân có ý nghĩa tác dụng thiết thực trong thực tế chiến đấu, bao gồm nhiều động tác kỹ thuật vận động khác nhau như phong cao, phong thấp, lăn ngắn sang phải, lăn ngắn sang trái, lên, trượt ngược, trượt chiến đấu, vọt tiến, v.v. giúp cán bộ chiến sĩ tiếp cận mục tiêu một cách bí mật, bất ngờ, nhanh chóng chuyển hướng vận động hoặc tránh làm hỏa lực của đối tượng. Chúng ta đang được quan sát động tác đi khoan thường được vận dụng trong trường hợp tiếp cận mục tiêu ở hướng đi gần trên những đường đường hiện vật có vật che đỡ, che khuất ở ngang tầm ngực hoặc tập tiếp cận mục tiêu đối phương khó có thể phát hiện được ra ta trong khi thực hiện nhiệm vụ. Được vận dụng trong quá trình cần nhanh chóng tiếp cận mục tiêu khi tình hình chống trả hoặc khi địch tạm ngưng hoạt động để thực hiện yêu cầu cũng như đánh bắt tiêu diệt đối tượng một cách nhanh. Cảnh giới đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho nhau khi lợi dụng các vật che đỡ che khuất tiếp cận mục tiêu theo yêu cầu. Vừa vận động vừa nổ súng tiêu diệt mục tiêu, đòi hỏi bắn súng tiểu liên AK chính xác ở nhiều tư thế.
quá trình vận động tiếp tiêu và cũng phải vượt qua rất nhiều vật cản. Do vậy, đòi hỏi học viên phải tích cực học tập, rèn luyện cho mình một sức khỏe dẻo dai, ý chí bản lĩnh kiên cường trên mọi địa hình và trong mọi tình huống.